Để giải phóng chính mình, ta áp dụng phương pháp Ho'oponopono và đọc bài khấn nguyện này. Khi gặp vấn đề với một người khác, vấn đề đó ở trong ta chứ không phải ở người kia. Ta đọc bài khấn nguyện là để xóa chương trình trong ta tạo tác nên thực tại này. Bốn bài khấn nguyện cho phép con người tạo lập ra mối quan hệ với thiên tính bên trong chính mình, để tịnh hóa mỗi lỗi lầm trong tư tưởng, lời nói, hành vi trong từng phút giây. Để chữa lành cho chúng ta hoặc bất kỳ ai khác, khỏi bất kỳ điều gì mà chúng ta biết. Những gì chúng ta nhìn thấy ở người khác cũng tồn tại bên trong chúng ta. Do đó, mọi sự chữa lành đều chính là chữa lành cho bản thân mình. Ta có thể sử dụng một tờ giấy để viết ra một vấn đề hoặc nhiều vấn đề mà mình gặp phải, ghi cả tên những người có liên quan, những nơi chốn, hoàn cảnh và tất cả những người liên quan mà mình có thể nghĩ tới, hoặc hướng tâm đến chương trình tạo tác lên cái vấn đề này. Nghĩ đến tất cả những người có liên quan và đọc bài khấn nguyện này để dọn dẹp, buông xả, thanh tẩy và phó thác. Bài khấn nguyện thứ nhất: Ta là đấng siêu nhiên hoàn vũ, là rỗng không hiển lộ linh quang, là hơi thở muôn loài trường dưỡng, là tánh không vượt mọi thức tâm. Ta là một, là đồng nhất thể, hoa cầu vồng trùng khắp biển hồ, chuỗi tương tục vật chất ý tâm, là hơi thở vào ra bất đoan, là làn gió vô thanh vô sắc, là nguyên tử bất khả luân chi, cấu thành nên vạn vật hữu tình. Ta là đấng siêu nhiên hoàn vũ. Sau mỗi bài khấn nguyện, ta đọc bốn câu chú Ho'oponopono và đọc bốn câu này với chính bản thân mình. Tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Khi ta nói tôi xin lỗi là ta nói thầm với chính bản thân mình hoặc những đấng thiêng liêng. Ta cảm thấy có lỗi và chịu trách nhiệm 100% với những gì mình đã tạo ra. Vì điều gì đó xảy ra bên trong mình là đã thu hút điều gì đó xảy ra không tốt ở bên ngoài. Xin hãy tha thứ cho tôi. Khi ta nói thầm câu này với cảm giác mong muốn sự tha thứ từ chính bản thân mình và những đấng thiêng liêng, xóa đi những điều bên trong mình đã gây ra những vấn đề bên ngoài. Xin cảm ơn bạn. Khi ta nói xin cảm ơn, câu nói này với lòng biết ơn, vì bạn biết và cảm nhận rằng một phần nào đó vấn đề bên trong bạn đang dần dần được xóa bỏ. Tôi yêu bạn. Câu nói này với tình yêu dành cho chính bản thân mình và cho đấng thiêng liêng bên trong mình đã luôn bên cạnh và giúp đỡ mình. Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Bài khấn nguyện số 2: Tâm thức thiêng liêng siêu thức, xin hãy xem xét cội nguồn của những cảm xúc và suy nghĩ này của con. Xin người hãy tìm ra những chương trình sâu thẳm trong con đã tạo tác nên thực tại này. Xin người hãy giúp con có giải pháp hoàn hảo nhất, nguyện theo thiên ý người. Xin người hãy chữa lành tất cả những mối liên kết của con, của tổ tiên con nhiều đời nhiều kiếp từ khởi thủy sáng tạo có liên quan đến sự việc này. Nguyện xin người chữa lành cho con, để con sống trong giây phút hiện tại và được dẫn dắt bởi ánh sáng, bởi sự yêu thương và bình an của người. Con nguyện xin tha thứ cho những chương trình sai lầm của con. Nguyện xin tha thứ cho tất cả những người, những nơi, những sự kiện đã tạo tác nên những cảm xúc và suy nghĩ này. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi.
Bài khấn nguyện số 3. Hỡi đấng sáng tạo thiêng liêng, cha mẹ con đồng nhất thể, nếu tôi, gia đình của tôi, thân quyến của tôi và tổ tiên tôi đã làm phiền lòng người, gia đình của người, thân quyến của người và tổ tiên của người, trong tư tưởng, lời nói, hành vi và hành động từ khởi thủy của tạo hóa đến nay, tôi xin người hãy tha thứ, xin hãy gội rửa, thanh lọc, giải thoát và đoạn tuyệt mọi ký ức, trở ngại, năng lượng rung động tiêu cực về chuyển hóa tất cả năng lượng không mong muốn này thành ánh sáng thanh tịnh. Xin toại như nguyện, xin cảm ơn tạo hóa siêu việt thanh tẩy, chuyển hóa ký ức thành zero trong tiềm thức của tôi và chuyển hóa thành zero trong mọi tiềm thức của mọi tâm trí. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Bài khấn nguyện số 4. Sự bình an trọn vẹn của người hằng ở cùng con. Sự bình an của nhất thể, bình an của tánh chân như. Sự bình an đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời. Bình an của người trao cho con. Bình an của người ở cùng con. Sự bình an mà thế giới kia chẳng thể trao cho con. Chỉ có sự bình an từ chính ta, từ nhất thể vĩnh hằng. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha thứ cho tôi. Ta đọc bài khấn nguyện của bà Mona mỗi ngày 4 lần để phóng thích một điều gì đó. Khi dành thời gian cho một người, nơi chốn hoặc sự vật đã tạo ra sự liên kết với nó, một liên kết vô hình với cả hai, gọi là liên kết AK. Khi muốn giải phóng một điều gì đó bên trong ta, ta giải phóng chính mình. Để giải phóng chính mình, ta áp dụng Ho'oponopono, đọc bài khấn nguyện này. Ta được biết cầu nguyện là một công cụ thanh tẩy giúp cắt lìa sợi dây AK và phóng thích dữ liệu để những người liên quan được giải thoát. Khi gặp vấn đề với một người nào đó, vấn đề đó ở trong ta, chứ không phải ở người kia. Nên ta đọc bài khấn nguyện này để xóa chương trình trong ta tạo tác nên thực tại này. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi.
Tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi.